Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hai cháu, phải cháu nữa. Điếc à? Được rồi, cuối cùng thì nó cũng nghe tiếng. Vâng, một tình huống ố lô lô khá là lâu và mất nhiều thời gian, nhưng đây sẽ là một tấn công khá là đẹp. Vâng, một cái thế công khá đẹp của chim sẻ vào nhà số tứ, và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Bài nữa. Đây rồi. Egypt Baby đối đầu với Zomfo, hoàng tử Zoman cho tay game thủ chim sẻ và Polesian của anh Huy, Egypt của bên lớp. Babylon của game thủ Xuân Thứ. Quân này cân. Không, bên mình lợi thế hơn đấy. Quân này bên mình phũ hơn. Chúng ta có lợi thế nhiều hơn về khả năng ép tời. Như đây là bài đấu của anh Huy đang có cho mình bãi quả 6 cây. Gỗ đầu nói chung là gần, nhưng với Phô thì gỗ đầu nó cũng không quá quan trọng, bởi cái khả năng làm gỗ rất là khỏe của Phô. Lợi thế của Phô chính là khả năng làm gỗ. Có hiệu có voi luôn. Được, quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ nào. Vâng, chim sẻ cũng đang có cho mình bãi quả 7 cây với Roman và 7 hiệu đầu, 7 hiệu 6 con. Nó đang hơi tan tác ra một chút, nhưng với cái thao tác tay khéo léo của mình thì có lẽ là 7 hiệu này thì chim sẻ cũng sẽ đưa được nó về khu vực nhà chính một cách nhanh chóng thôi. Vâng, anh em muốn nghe Hải Radio thì đợi tối nhé mọi người nhá. Tối. Chứ hôm nay em muốn nghỉ ngơi ở buổi sáng lắm, bởi vì hôm qua mọi người hôm qua cũng biết rồi. Đây, mất cả giọng này, lạc cả giọng rồi đây. Cũng muốn gọi là dưỡng sức buổi sáng hôm nay để làm kèo chiều với kèo tối. Nhưng mà thằng Hải nó về quê, nó chưa lên. Chứ bình luận ở trên một cái kênh mà nhiều view như kênh của chim sẻ mà làm mà không chuẩn, đọc chiến thuật mà hơi sai thôi, mà đọc trận đấu mà hơi sai tí thôi, anh em khán giả mọi người chăng gạch cho thì không đỡ được. Và một cái kênh mà nhiều view như này, tất nhiên là khán giả mọi người cũng sẽ yêu cầu cao hơn dành cho bình luận viên. Nên em vẫn đang cố gắng hết sức mình để làm sao mọi người hài lòng nhất thôi. Còn mọi người bảo bình luận chán, ok, em cũng vâng ghi nhận mọi người. Em sẽ cố gắng làm sao để bình luận cho nó đỡ chán hơn. Còn mọi người cứ so sánh em với Hải làm gì? Em nói thật, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Còn em nói thật luôn, xét về khả năng đọc trận đấu nhá, về chiến thuật nhá, thằng Hải thì nó phải tầm vài năm nữa nó mới theo được. Bởi vì mình là người đánh chế, mình có trình, chứ không phải là mình ngồi mình bốc phét không. Em nói thật luôn, nó hơi thô tí. Còn nếu mà đúng về cái độ nhiệt và độ sôi nổi thì em lại không sôi nổi bằng thằng Hải. Mỗi người có thế yếu thế mạnh riêng, nên mọi người đừng có so sánh anh em ạ. Vâng, thế em mới bảo là mỗi người đều có những cái lợi thế, những cái ưu điểm và những cái nhược điểm riêng. Rất là mong anh em khán giả mọi người đừng có chửi bình luận viên, khổ thân bọn em đi làm nhiều khi phục vụ anh em hết mình, nhưng mà nhiều khi bị chửi nó tội lắm. Kiểu không làm gì cũng bị chửi ấy, mà chửi nhiều khi chửi rát, chửi thâm. Rồi, quay trở lại với trận đấu rồi, màn hình máy Folesian của anh Huy thì chúng ta sẽ cùng thấy. Ui giời ơi, cái gì này, nhiều nhà nhiều đồ ăn thế nhỉ. 4 voi 7 hiêu anh em ạ, 4 voi 7 hiêu. Vâng, bài phô đánh lại còn đánh 24 dân nữa. Như là đang có một trận thi đấu mà Huy đang muốn vâng chém đứt xích đối phương ngay từ đầu luôn à. Hay là đánh cung ít dân, đánh cung kích 9 à. Không, như vậy là đánh chém đối đầu với Egypt Baby xong đánh cung em. Bài này đi sợ cái gì mà không đánh cung. Bài kín thế này.
Sao không đánh cung bài này nhỉ? Bài đánh chém nó hơi phí anh em ạ. Bài cung kích. Vâng, cung 10 sớm cũng được mà. Bài rất khỏe luôn, siêu khỏe. Vâng, với phô thì chúng ta một lát nữa rồi mọi người có thể thấy cái lượng gỗ của phô nó dồn lên cực kỳ kinh khủng. Và đó là cái điều kiện tốt để cho Huy có thể quấn ruộng. Vâng, các bạn thấy lượng gỗ rất khỏe luôn, mặc dù chỉ đánh có 24 dân rồi sau khi lên đời gỗ kìa. Ôi rồi, ra ruộng em ơi, ra ruộng, màn hình máy của chim sẻ. Quay trở lại chim sẻ xem vâng, sẻ cũng đánh chém, chúng ta đánh thế hai chém ở trong bàn đấu này. Vậy là đang muốn đẩy về thế đánh là solo cánh. Huy và sẻ đều đánh chém và đều đánh thế solo cánh. Huy sẽ đánh ở 1L1A, 1L1A để có thể có được lợi thế trước đối phương. Cùng chờ xem cánh của Huy sẽ là nhà màu mấy đây. Vâng, như vậy là không dò kỹ vào 3 giờ. Không dò kỹ 3 giờ thế này dò lỗi mất rồi. Như vậy là mất khá là nhiều lợi thế ở con dò sớm. Mất khá nhiều lợi thế lên sớm rồi đấy. Con dò nó không tạo ra nhiều sát thương. Vâng, 1L1A. Và này nghĩ thả đánh thẳng cung hơn. Thích đánh thẳng cung hơn bởi vì chúng ta có một chém Roman rồi. Và thế nhà phô làm thế rất dễ bao bế. Đấy, bây giờ đánh chém quay trở lại nhà bên lớp với một bài ekip. Thì bên lớp cũng đã khung được nhà rồi. Bây giờ thì làm như thế nào để công được vào cái nhà ekip đấy đây? Vâng, màn hình máy của chim sẻ. Sẻ đang đối đầu với Babylon của game thủ Xuân Thứ với một bài đánh Roman. Vâng, nếu như tự tin hơn trận này hoàn toàn có thể đánh thẳng cung của phô được. Em đang không ưng cái chiến thuật là đánh hai chém. Vâng, 32 của chim sẻ rồi. Bắt đầu chuyển thế đánh hỗn, gọi là hỗn tạp. Và chim sẻ rất mạnh trong những cái bài đánh kiểu như thế này. Sóc đơn kẹp chém kẹp phù thủy kẹp, gọi là mỗi thứ một tí. Chim sẻ rất mạnh. Vâng, Xuân Thứ cũng đang khá tỉnh táo trong những tình huống giấu lạc đà của mình. Có vẻ như Xuân Thứ cũng đã bắt bài và biết được chim vâng phù thủy của chim sẻ đang ở đâu. Vâng, 34/48, khá nhiều dân của chim sẻ đang đứng chơi, đang không có tay để mà ra ruộng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hai cháu, phải cháu nữa. Điếc à? Được rồi, cuối cùng thì nó cũng nghe tiếng. Vâng, một tình huống ố lô lô khá là lâu và mất nhiều thời gian. Nhưng đây sẽ là một tấn công khá là đẹp. Vâng, một cái thế công khá đẹp của chim sẻ và nhà Xuân Thứ. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu Xuân Thứ có thủ được không. Chỉ chờ con phù thủy hồi mana thôi thì chim sẻ sẽ vào được nhà của Xuân Thứ. Chỉ cần chờ con phù thủy hồi được mana thôi, hù được thằng dân thôi, là sẽ chém được vào nhà của Xuân Thứ trong tình huống này. Đây, chúng ta có thể thấy vâng, con phù thủy nó đang giúp ích cho chim sẻ trong một tấn công nhà khá nhiều. Tấn này chỉ cần lọt vào trong thôi, Xuân Thứ chắc chắn bay. Rồi, làm hai con dân bổ ngược đối phương luôn. Còn rất nhiều tay, các bạn có thể thấy rất nhiều tay đến từ chim sẻ và vào. Rồi, Thứ chính thức đứt xích. Chính thức đứt xích luôn. Tần này đứt xích là cái chắc không có cái cửa gì để đỡ cả. Ung nhà, còn ở nhà của mình chim sẻ cần phải chú ý. Vâng, lấy được nhà đối phương rồi mà nhà mình cũng mất đi. Cố gắng giữ nhà đã. Và quay trở lại với màn hình máy của Huy để xem cánh bên này như thế nào. Cánh chim sẻ đang ưu rồi. Vâng, cánh chim sẻ đã ưu, còn cánh bên này thì bên lớp vẫn đang có một cái thế tụ được khá đông những con cung vờ của Egypt.
Và Huy đang có pha giải E. Ôi trời ơi, giải E đi vào lọc người hâm mộ quá đi mất. Giải E em phải giải hít hít nó vào. Trời ơi. Nhưng mà bên lớp đứng im hưởng thụ luôn, anh ta không chạy. Vâng, thành ra là giải E pha này bị hớ anh em ạ. Vâng, một tình huống giải E bị hớ. Bên lớp đứng im hưởng thụ luôn. Khô máu luôn, thích va chạm thì va luôn. Bốn A một L, tham lai 47. Vâng, bây giờ là cung G kẹp với lạc đà để đối đầu với cung Egypt. Màn hình máy của chim sẻ, như vậy là chim sẻ đã gần như hoàn toàn có lợi thế ở cánh bên này rồi, thắng cánh rồi, thắng sâu đằng khác. Chim sẻ tham 34, còn số thứ thời điểm tại có lẽ là tham dưới 20. Chim sẻ vẫn đang có những đơn vị quân của mình và quản khá là kỹ những con dân ở phía bên ngoài của lưu sử Xuân Thứ. Mặc dù đang có cho mình bài baby siêu kín, nhưng Thứ cũng không thể tạo ra được bất ngờ trước chim sẻ tham lai chúng ta đang quá đè rồi. 9-1, quýt quýt cho nó mát rồi, đen luôn. Tầm này tiếc gì một hai con lợn còi, tầm này không tiếc gì một hai con lợn còi cả. Đánh như thế này Thứ sẽ rất phế luôn, Thứ gần như không còn tính chất thi đấu. Và quay trở lại với anh Huy để xem mặt trận bên này. Cánh bên này Huy đang có tham 49 và vẫn đang liên tục đấu quân cùng với VLUB. Và nếu cứ giữ một cái thế trận như thế này, cứ giữ một cái thế trận như này, chúng ta vẫn càng ngày càng có nhiều lợi thế. Và tất nhiên chỉ chờ một tơn của chim sẻ, và khỏe ra chim sẻ có những cái tơn phối hợp sang bên này cùng với anh Huy thôi, thì bên lớp vẫn không thể một mình cân được hai. Mặc dù sở hữu cho mình một chất quân Egypt, một loại cung R rất khỏe ở đời 3 khi mà có đầy đủ công nghệ như là cả cái giáp 4 và cả cái đầu máu để có thể có một cái thế chống cả cung, chống cả chém tốt. Nhưng chúng ta cũng đều là những cái loại quân cũng rất khỏe về cả khả năng phát triển cũng như về những quân đội của chúng ta, có cung R, có lạc đà, có sọc tơn, có ngựa chém. Tơn này thậm chí một mình Huy cũng đang khiến cho bên lớp không thở được. Vâng, bên lớp đang hát cái bài vâng. Vâng, anh em ship bọn em cái bình oxy cho bên lớp mọi người ơi. Alo. Vâng, bên lớp tầm này bắt đầu thở oxy rồi. Ui dồi, chim sẻ có mặt và tỷ số sẽ là 2-0, không có cửa thua.